Mẹ nấu gì thơm quá. Mẹ xào món con thích này. Còn cả nhà nữa nha mẹ. Đừng lo, mẹ chuẩn bị hết rồi. Với Maggi, mẹ luôn tự tin nấu món Tết đúng vị ngon tự nhiên cho cả nhà. Là lời chúc khai xuân tràn đầy sức khỏe tới gia đình. Chọn Maggi, chọn Tết ngon tự nhiên. Mẹ nấu gì thơm quá. Mẹ xào món con thích này. Còn cả nhà nữa nha mẹ. Đừng lo, mẹ chuẩn bị hết rồi. Với Maggi, mẹ luôn tự tin nấu món Tết đúng vị ngon tự nhiên cho cả nhà. Là lời chúc khai xuân tràn đầy sức khỏe tới gia đình. Chọn Maggi, chọn Tết ngon tự nhiên.